mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá mà biết xấu hổ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua các báo đồng loạt đưa một tin bất ngờ. Gia đình ông Nguyễn Đức Trung đồng ý nộp thêm 15 tỷ khắc phục hậu quả. Trước đó, chị ông Trung cũng đã bí mật nộp 10 tỷ cho ông. Nói bí mật là bởi số tiền nộp này ông Trung không biết. Khi nghe tòa thông báo, ông mới đề nghị cho gặp chị để hỏi lại là chị cho luôn hay chỉ cho ông mượn. Như thế, tổng cộng gia đình ông Trung đã nộp 25 tỷ, vừa bằng con số tòa tuyên ông phải chịu trách nhiệm khắc phục, dù trước đó ông không công nhận mình làm sai. Tôi nghe số tiền mà lạnh người. Như tôi, cả hai vợ chồng làm công chức viên chức 40 năm, về hưu làm được cái nhà 945 triệu, bèn hung hãn giơ tay chụp trước cái nhà rồi khoe. Ta là tỷ phú rồi. 945 thì coi như 1 tỷ, thì tỷ phú chứ còn gì nữa. Mà dành dụm mãi, gom góp mãi mới có. Nên ngay gia đình ông trong mấy ngày mà huy động ngay được 25 tỷ thì choáng quá. Và như thế, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông. Dù trước đấy Viện Kiểm sát đề nghị tòa cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Đức Trung. Ông Trung không bị oan, tòa cấp sơ thẩm kết tội đối với bị cáo là đúng pháp luật. Và rồi mới biết ông Trung ra tòa nhiều lần với nhiều vụ và ban đầu ở vụ nào cũng kêu oan. Rồi dần dần thì chấp nhận. Trước đó, ông Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang cũng thế. Ông Nguyễn Bắc Son trước cái án tử hình cận kề đã phải bàn bạc với gia đình nộp lại 66 tỷ đồng, tương đương với 3 triệu đô la ngay trước khi tuyên án. Và nhờ thế mà vẫn được nằm trên bệ xi măng, chứ không phải nằm trên bàn tiêm. Một số vị lãnh đạo còn khóc trước tòa, xin lỗi bác Tổng Bí Thư, xin lỗi Đảng, nhưng vẫn đổ cho rất nhiều yếu tố chứ không phải mình cố tình phạm tội. Trong khi người mà các vị ấy phải nghĩ đến đầu tiên, xin lỗi đầu tiên là nhân dân và luật pháp, thì các vị ấy hay quên. Quên nên mới phạm tội. Nhưng cái tội rất to, rất lớn đến phải ra tòa nhiều lần và ngấp nghé mức tử hình. Để thấy bản lĩnh của cán bộ lãnh đạo của chúng ta rất có vấn đề. Cứ từ anh Trung con, anh từng là anh hùng, từng được ca ngợi như một vị tướng vừa dũng cảm vừa thông minh, một vị chủ tịch vừa sắc sảo, quyết liệt và nhân văn. Thì cứ nhìn anh phát biểu hồi mới nhậm chức là cứ 100 quán bia vỉa hè thì 87 quán có công an đứng sau. Rồi việc anh quyết liệt chống dịch cho Hà Nội thời đầu nhé. Rồi anh tặng quà sinh nhật cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu thủ đô, vân vân và vân vân. Thì thấy anh vừa có tâm, vừa có dũng, vừa có nhân. Quịch phát, anh cũng thành nhân, nhưng mà là tội nhân. Và trước tòa, anh cũng quanh co chối tội, chống chế như các tội nhân bình thường, tầm thường khác. Không thay đầu cái uy dũng một thời, dẫu cái uy dũng ấy giờ chỉ để làm một công việc mà người bình thường có thể làm. Can đảm nhìn vào sự thật, chấp nhận sự thật. Các cụ ta xưa có câu rất hay, có gan ăn muống, có gan lội hồ. Qua việc các bác quan chức to ra tòa, ta nhận ra hai điều về bản lĩnh các vị ấy. Một là bản lĩnh trước cái xấu, cái tiêu cực. Các vị ấy đã không đủ bản lĩnh để vượt qua, nên bị cái xấu, cái tiêu cực nó khống chế. Nhớ anh bạn nhà báo rất thân với ông Nguyễn Sự, cựu bí thư thị xã Hội An kể. Có lần thấy ông Sự trả lại phong bì khi một doanh nghiệp ý tứ gửi ông. Anh này cự nợ. Ông không cần thì ông cứ nhận rồi lại tặng lại dân nghèo chứ. Ông Sự bảo, không được. Cầm một lần rồi sẽ quen tay, sẽ có nhu cầu nhận nữa. Gặp ai xong mà không có phong bì là cứ thấy thiêu thiếu, thấy bồn chồn như là nghiện thuốc. Thà là nghiện thuốc chứ nghiện phong bì là hỏng đời mình ngay, là xuống dốc ngay. Và ông Sự ấy đã trong sáng tới giờ. Hai là bản lĩnh của các vị trước tòa. Cái bản lĩnh dám nhận trách nhiệm những việc mình đã làm sai ấy, nó vời vợi quá, xa xỉ quá. Cái câu của tiền nhân tôi nhắc ở trên, có gan ăn muống, có gan lội hồ ấy, hình như nó không dành cho các vị. Tôi cũng từng có ý bên các vị CDC trong vụ Việt Á vừa qua, rằng là có nhiều vị thực ra cũng chả bàn bạc mặc cả gì. Giá thì trên bộ, sức công văn xuống, cứ thế mà mua. Mua xong thì được lại quả. Thế thì tức là các vị nhận tiền trong cái thế chẳng nặng đừng, thế bị động. Nhưng té ra không phải thế. Nếu đọc cái tin anh taxi bị chuyển nhầm mấy triệu đồng vào tài khoản mà chạy đôn chạy đáo, tìm khổ chủ để trả lại, thì thấy được cái sự lại quả mấy tỷ vào tài khoản mà giữ lại, nó thật đáng xấu hổ. Chưa kể khoảng cách giữa anh giám đốc và anh tài xế taxi. Chưa kể như các anh giám đốc CDC Khánh Hòa nhận chi lại 2 tỷ đồng, nhưng chia lại cho cấp dưới hẳn 80 triệu. Nhưng cũng may, nhờ keo kiệt thế,
ăn bẩn một mình, thế mà một số anh chị em thoát nạn. Tức bản lĩnh, sức đề kháng trước tội ác của các vị khá đông đấy. Bị bắt và ra tòa lâu nay, rất yếu nếu không muốn nói là không có. Thế thì Vân Vi thêm tí nữa lại thấy, hình như công tác cán bộ của chúng ta có vấn đề. Thế nên bây giờ, tầm bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh bị kỷ luật, bị bắt, nó mới không khiến cho dân tỉnh bất ngờ như trước đây nữa. Chỉ còn sự sa sót, chỉ còn nỗi xấu hổ. Tiếc thay nỗi xấu hổ ấy không từ phía các vị, giá mà biết xấu hổ. Vâng, giá mà các vị ấy biết xấu hổ. Đừng sợ nếu cây ngay. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu thuốc, thiếu vật tư, thậm chí thiếu nhân lực nghiêm trọng. Không riêng ngành y tế, cách nay không lâu, một lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định có không ít cán bộ đang thúc thủ, không dám làm gì, sợ pháp luật sờ gáy. Nhiều ý kiến cho rằng có nỗi sợ sau hàng loạt sai phạm bị khởi tố. Loại trừ chuyện án binh bất động, bởi động cơ tiêu cực, quả là cơ chế hiện nay có nhiều điểm lạc hậu, không theo sát cuộc sống. Nếu cứng nhắc nguyên tắc thì có khi, có lúc coi như bó tay. Cố làm có thể bị bắt bẻ. Hậu quả, xã hội thiệt hại, người dân khổ sở, kìm hãm sự phát triển. Vấn đề nêu trên không phải bây giờ mới xuất hiện, nó từng tồn tại thời đêm trước đổi mới. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đó, dù tư duy bao cấp còn rất nặng nề, một số người vẫn mạnh dạn bung ra. Điển hình là ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người chắp cánh cho phong trào khoán chui. Ông Kim Ngọc trở thành nhân tố đáng ghi nhận đối với việc xây dựng chủ trương khoán hộ, giúp nông dân vượt qua giai đoạn cam go nhất. Những năm 1980-1990, đất nước rơi vào tình trạng kiệt quệ, gần như đứng bên bờ vực thẳm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lập tức nổi lên hàng loạt doanh nghiệp phá rào. Bà Nguyễn Thị Đồng, nguyên bí thư đảng ủy công ty Diệt Thành Công, trả lời thẳng thắn, không phá rào, không làm được gì hết. Ông Võ Văn Kiệt, thời đó là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, chính là người từng có những chính sách xé rào để đổi mới. Hẳn nhiên không thể so sánh chuyện mấy chục năm trước với hiện nay, cũng không thể cổ vũ kiểu phá rào vô lối. Ở nơi nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, muốn sửa đổi hành lang pháp lý phù hợp với bước tiến của thực tiễn thì cơ sở phải lên tiếng bằng việc thể hiện tính năng động, sáng tạo, còn ngồi chờ là tự mình trói mình. Tất nhiên là phải hành động trong sáng, gấp rút thí điểm theo yêu cầu thực tiễn. Cuộc sống luôn đòi hỏi những người dũng cảm, không vì nỗi sợ sệt mà để mọi ách tắc trôi nổi đến đâu hay đến đấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ngành y tế đang rơi vào khủng hoảng trách nhiệm thực thi công vụ. Đề cập vấn đề này, trong cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày 21 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ở tầm quốc gia, chính phủ phải có giải pháp chiến lược, nhưng chính quyền địa phương cũng phải có giải pháp cụ thể. Điều này đồng nghĩa với việc thành phố Hồ Chí Minh phải linh hoạt, tự chủ khơi thông bất cập, giải tỏa cản trở. Muốn cơ sở mạnh dạn hơn, các cấp có thẩm quyền phải nhanh chóng triển khai kết luận của Bộ Chính trị về việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cần thực hiện đúng tinh thần. Khi thí điểm mà kết quả không đạt hay chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì phải đánh giá công tâm, xử lý phù hợp để miễn giảm trách nhiệm. Kết luận của Bộ Chính trị hoàn toàn đúng đắn, nhưng để tạo niềm tin và đi sâu vào cuộc sống, không chỉ đơn thuần là xây dựng văn bản quy trình, quy định cụ thể, mà phải có những lãnh đạo đồng hành với cơ sở, thấu hiểu những phức tạp, nhạy cảm hiện hành, sẵn sàng làm điểm tựa cho đột phá, xé rào như các ông Kim Ngọc, Võ Văn Kiệt. Có cơ chế bảo vệ cây đúng và với trách nhiệm cũng như bản lĩnh của người lãnh đạo thì hẳn sẽ không có nỗi sợ trong thực thi công vụ, để cùng động viên nhau đi tới rằng đừng sợ nếu cây ngay. Thu phí ô tô đậu xe lòng đường, tại sao chưa đấu thầu? Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, công ty dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong thu khoảng 2,07 tỷ đồng từ các phương tiện đậu xe qua app. Song số chi lương cho đội ngũ thu phí và trả tiền app vượt hơn 10 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi là 7,9 tỷ đồng và khoản lỗ này công ty phải tìm nguồn khác bù vào. Hàng loạt lý do như giãn cách xã hội mấy tháng, dân chưa quen dùng app, nhiều người trốn tránh nộp phí hay không ít tuyến đường bị thất thu. Dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục dư luận rằng khoản lỗ vô lý này hợp lý. Người ta đang tự hỏi tại sao chỉ có đi thu tiền với hạ tầng có sẵn, ngoài app và trả lương cho 67 nhân viên ra thì không phải đầu tư bất cứ thứ gì, mà hoạt động từng kỳ vọng đem lại hàng chục tỷ mỗi năm cho thành phố Hồ Chí Minh lại cứ mãi lỗ dài như thế.
Thật ra, công ty dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong tiếp quản phương thức thu này từ cuối năm 2020 và triển khai từ năm 2021 sau hơn 2 năm thí điểm, và các đơn vị khác cũng thu chẳng đủ bù chi. Tưởng rằng về tay công ty này sẽ khá khẩm hơn, nhưng tình hình cũng tệ không kém. Báo chí, mạng xã hội và dân chúng lên tiếng chẳng có gì lạ khi tuyến đường được phép thu phí nào cũng đầy xe đậu. Nhưng trung bình mỗi ngày, cả 23 tuyến thu chưa tới 7 triệu đồng. Đấy là đã trừ những ngày giãn cách nghiêm ngặt, ô tô khó ra đường. Phí đậu xe thấp nhất là 20.000 đồng một giờ và số tiền 2 tỷ thu được chỉ tương đương với 100.000 xe đậu trong một giờ. Nếu bình quân mỗi ngày một xe chỉ đậu 1 tiếng thì cả 23 tuyến chỉ có gần 300 xe ô tô sử dụng dịch vụ này hay sao? Đây là câu hỏi cần được các cơ quan quản lý và chính công ty dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong trả lời thỏa đáng, chứ không phải là đổ lỗi cho dịch bệnh, giãn cách hay ý thức của người đậu xe lòng đường. Khi chưa có lời giải vì sao thu được thấp và có những con số ít đến đáng ngạc nhiên như vậy, thì giải pháp tăng thu từ 23 lên đến 50 tuyến đường hoặc phạt nặng chế tài người trốn phí xem ra chưa thuyết phục và khó được đồng tình. Với cách làm hiện nay thì trên 50 tuyến đường sẽ phải trả lương thêm cho bao nhiêu nhân viên và liệu có kiểm soát được thất thoát nếu có? Công ty dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong cho hay, từ đầu năm 2022 đến nay, việc tổ chức thu phí ô tô đã có nhiều khả quan hơn. Trong tháng 4 vừa qua, phí thu trên 20 tuyến đường đạt hơn 437 triệu đồng, cứ cho là sẽ nhiều hơn nữa. Ví dụ như 600 triệu một tháng thì cả năm mới thu được 7,2 tỷ, vẫn phải bù lỗ gần 3 tỷ nữa. Bài toán này có lẽ mình công ty trên chưa giải nổi mà cơ quan quản lý cần làm rõ hơn thất thu từ đâu, kiểm soát thế nào, tăng thu ra sao, chứ không chỉ là nghe báo cáo và đề ra giải pháp trên bàn họp. Từ năm đầu thực hiện thí điểm thu phí, đã có lời ra tiếng vào về cách chọn phần mềm thông qua chỉ định. Thực tế thì app My Parking hay lỗi và khó dùng thế nào chúng ta đều rõ. Dư luận đang đặt câu hỏi tại sao thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện việc thu phí này qua đấu thầu, điều mà nhiều nước đã làm và thành công. Chỉ có thông qua đấu thầu, việc thu phí mới tạo được sự cạnh tranh cũng như tìm ra sự đa dạng và thuận tiện nhất cho người dùng. Cũng chỉ có cách làm không quá khó và có thể triển khai được ngay này mới loại bỏ hoàn toàn việc lỗ lã vô lý như trên. 8 tỷ không phải là số lỗ quá lớn so với khá nhiều dự án tai tiếng khác, nhưng thất thu từ nguồn dễ thu, dễ làm và dễ triển khai, hầu như không phải đầu tư hay kinh doanh, sản xuất gì, khiến dư luận phản ứng dữ dội là hoàn toàn đúng. Nếu cách thu cũ vẫn không cho thấy tín hiệu khả quan thì nên đổi sớm, cho đấu thầu chẳng hạn, bởi dù một hay nhiều tỷ thì từng đồng đem về cho ngân sách trong lúc này đều cần phải chắt chiu.